dày dặn kinh nghiệm và đầy bản lĩnh. Không mấy khi tay vợt này phải chịu những áp lực tâm lý, trừ khi đó là sự ức chế mà anh phải chịu khi những quyết định xử lý của trọng tài không chính xác. Dày dặn kinh nghiệm và đầy bản lĩnh. Không mấy khi tay vợt này phải chịu những áp lực tâm lý, trừ khi đó là sự ức chế mà anh phải chịu khi những quyết định xử lý của trọng tài không chính xác.